Mọi người cẩn thận, con này build tốn tài nguyên lắm đấy. Tôi đồng quá ha, để xem chúng ta có gì nào. Lãnh sứ hư hỏng Acheron và con nhỏ từng bị ả bật lông. Các người đừng có nghĩ nhiều đó là đủ để thống trị cả bản xếp hạng, bởi vì top 1 DPS đã xuất hiện. Đó chính là tôi. Các bạn biết cái ảo ảnh tận thế này nó có rất là nhiều cái thú vị nhá. Cái mùa đầu tiên tất nhiên mọi người cứ bảo mùa đầu tiên thì nó dễ. Ví dụ nhá, các bạn bảo Sele Ameta đúng không? Sele tầng trên nè. Team Sele tầng trên lấy tốc đè. Tao không chơi team break tầng trên nhưng tao lấy Sele, tao lấy tốc, tao đè tầng trên. Tao break tẹt ga. Một ulti hơn nửa cây máu ở Zipat. Break của Cocolia này tẹt ga, vấn đề gì đâu. Ủa, đâu vấn đề gì đâu, đúng không? Hay xuống tầng dưới này. Tầng dưới này gặp Agenti bảo xin lỗi nhá thầy, xuống dưới này còn chơi được. IL xuống dưới này cũng chơi được. Himeko xuống dưới này chơi được, Dom xuống dưới này cũng chơi được. Chứ ông nào mà liều liều hơn kể cả chơi su sang tầng dưới này cũng chơi được luôn. Luka cũng chơi được luôn. Đâu thể nào mà lấy mấy cái content đấy ra xong bảo ui con này ao meta rồi, con kia chết rồi. Đừng roll con này, đừng roll con kia. Kỳ lắm. Này nó kỳ lắm. Nó chỉ có con nào có nhiều đa dụng hơn, đó là tính đa dụng của nó cao hơn, đi được nhiều content hơn, và con nào bị ít content hơn. Ví dụ như con này. Con này thì không khuyến khích nên roll, tại vì con này nó bị bó content quá. Mùa sảnh, mấy mùa sảnh gần đây từ cái hồi nó ra mắt đến giờ không có một cái mùa sảnh nào gọi là cho con này tỏa sáng được đấy. Và con này nó sẽ chỉ bị bó, nó sẽ chỉ bó trong cái kể chuyện hư cấu thôi. Mà lấy một nhân vật về chỉ để đi duy nhất một content thì nó sẽ rất là phí tài nguyên, trong khi mình vẫn có thể mình sử dụng các đội hình khác để mình cố gắng mình đi được. Nhưng sẽ có những con nó rất là đa dụng. Ai nói Jingyuan vẫn là một con chơi được, kể cả kể chuyện hư cấu, kể cả Memory of Chaos chơi được tuốt. Nhiều con là đa dụng lắm. Thì mình sẽ ưu tiên mình lấy con nào phù hợp với đội hình và đa dụng hơn. Xong rồi mình cứ nuôi nó, mình cứ nuôi nó đến một ngưỡng chỉ số nhất định, xong cứ thế mình chơi thôi. Thiên hạ nói gì kệ mẹ thiên hạ. Cứ vì mà mấy cái đấy xâm vào con này ao, con này cút rồi. Mỗi lần mà mình lướt ở trên group mình thấy mấy người bảo là ui con Blade này ao rồi, con Blade cút rồi. Xong rồi người ta kêu ui mẹ con Blade yếu vãi hồn. Mẹ tao là người chơi Blade đây, tao nuôi con Blade đây bao nhiêu lâu đấy, con Blade yếu vãi hồn. Mình nhìn lại con Blade nhà mình lặng lẽ mình đi ra. Con này là một con đa dụng. Con này đi farm đài hoa rất ok này. Con này đi vũ trụ mô phỏng cũng được này. Con này đi Memory of Chaos vẫn có đất diễn này. Kể cả mấy cái tầng kiểu tầng 11 thôi nó vẫn sẽ có đất diễn này. Thậm chí nhiều khi mix con này đi cùng trong kể chuyện hư cấu vẫn có thể đi được bình thường. Đây nhá, vấn đề nó như này nhá. Mình nói các bạn nghe vấn đề này. Một con Blade, người ta mặc định con này đeo bộ môn đồ trường thọ, nó tự tăng tỷ lệ, người ta để tỷ lệ có 60-70 thôi. Xong rồi vào trận nó hụt cho thấy mẹ cuộc đời luôn, lại chơi Gomblet là nó yếu. Mình hỏi các bạn ở đâu ra? Để Gomblet cái tỷ lệ bạo kích nó thấp tè ra. Vào mẹ tự tin là tôi có đấu trường ngôi sao tự tăng 8% tỷ lệ, với cả tôi có bộ 4 môn đồ trường thọ vào. Tỷ lệ nó cũng chỉ dao động khoảng tầm đến 80%, cao lắm 90% nó vẫn có xác suất hụt mà. Xong rồi kêu là Gomblet nó yếu, tại vì nó hụt crit. Con nào chả thế đúng không? Con nào tỷ lệ, mấy con nào mà chơi tỷ lệ sát thương, con nào tỷ lệ thấp và chả cút. Năm trời sống với cả con Sele nhà cái đến từ lửa ngầm chưa khổ đúng không? Mà con này chém thường thi thoảng nó hụt crit nó còn đỡ đau tim hơn là mẹ set up cho cố vào. Xong rồi ăn núp con này hụt. Ai cũng từng trải qua cái cảm giác mà set up cho cố, nào ulti Bronya, nào ulti Tinh Yun, nào sói bạc người giảm giáp, xong rồi nó chém ulti hụt. Cứ bất cứ một mùa nào cũng thế. Đấy là nói riêng Gomblet, còn bất cứ mùa nào cũng thế. Mùa nào cái Memory of Chaos tầng 11, 12 nó ra là trên group bắt đầu có những cái topic. Ôi con này Ameta rồi, ôi Blade Ameta rồi, ôi Yinliu lưu Ameta rồi, ôi IL dạo này đuối đi rồi, ôi này ôi kia. Tài khoản của các bạn mà, các bạn phải tự biết lối chơi của các bạn như nào. Trên đời gì mấy con khác xong một tầng mấy con đang trong meta lên. Làm người không muốn chơi game bình thường vui vẻ không muốn có sao. Sao mấy ông bảo anh muốn yếu, anh muốn rút con mẹ viên đạn ra, anh muốn bắn được què mỏ, bây giờ yếu. Top 5 nhân vật mạnh nhất trong lore theo Tây Ba Lô: Acheron, Jingyuan, Blade, Yinliu và Black Swain. What the fuck Blade? Nào, không đọc. Ông bất tử đủ làm gỏi hết cả hành tinh. Thế có hơn hơ ta một lệnh sứ tri thức không? Hơ ta in game là con dối. Thua dinh mẹ thì nói ít thôi. Cứ lệnh sứ là auto hơn hành giả bình thường nhé. Đấy, bằng chứng cho các bạn đấy. Các bạn đừng bảo là tôi bịa ra. Bằng chứng này. Hành giả nhưng có phải hơn mỗi combat đâu. Còn trí tuệ các thứ cơ mà. Lệnh sứ tri thức có thể là trí tuệ siêu đỉnh chứ chắc gì đã mạnh về mặt combat.
coi clip rồi có nghe người ta nói hết chưa bro mà đăng bài. Vậy nhiều người hiểu lầm, bảng xếp hạng này chỉ tính những nhân vật đã thể hiện sức mạnh trong cốt truyện chứ tiềm năng sức mạnh thì không tính. Ví dụ như Herta là lệnh sứ nhưng trong cốt truyện hiện tại chưa có fit nên không tính. Chưa bàn về sức mạnh trí não hay sức mạnh combat. Và bảng xếp hạng cũng không sắp xếp theo thứ tự và đây là ý kiến chủ quan của chủ video. Thấy hơi điêu khi có cả ngài và Blade. Theo lore nhé bro, chứ gameplay ngài như chấm chấm chấm. Ngài chỉ yếu bên gameplay chứ lore ngài bái vờ lờ. Ngài trong lore đỉnh xã hội đấy ông. Có Dinh Lưu còn điêu hơn. Lore ngài mạnh cực ý, lệnh súng săn bắn mà. Thấy có Dinh Lưu là sai thôi. Có khi nào bên đó chưa có đóm với Bút Hưu không? Hiện tại nhân vật DBS chia SS chỉ có Acheron đóm và Bút Hưu thôi mà. Đấy. Đọc hiểu. Bình tĩnh, mày vừa ốm rồi mày đừng cóc. Theo lore mà hỏi chấm. Là gì á, tôi newbie nên không biết. Đấy đúng rồi, người ta newbie người ta không biết, vấn đề đọc hiểu thôi. What the fuck ngài. Ngài cốt truyện trả mạnh, lo lệnh súng săn bắn trả mạnh. Đọc cáp dùm thấy ngài là sồn sồn lên. Thì hai chấm cười. Ngài có vấn đề gì à bro hỏi chấm. Hiện tại ngài hay Dinh Lưu mạnh hơn nhỉ. Dinh cha gọi đần quân ra một đâm đủ cho Dinh Mom ngủ. Dinh Mom ngẩng lên thấy hai hòn giấy Dinh cha chứ chưa thấy nổi hai hòn giấy thần quân. Trong lo hiện tại thì Dinh Lưu éo bằng nổi cái móng chân của ngài. Dinh Doan hốt xác Dinh Lưu một lần rồi đấy bro. Mờ lết tuổi tôm được cái bất tử thôi chứ còn méo điết méo giết được hàng chiêu hóa rồng kìa. Được Dinh Lưu dậy có mấy năm thì thế thôi. Doan nó được dậy từ nhỏ mới mạnh vậy thì ông nghĩ sao? Hay ông muốn thuyết thực hơn bằng việc thử đấm nhau với một thằng bất tử không biết mệt nghỉ lại chả sợ. Thay vì đấm nhau thì nhốt nó lại là xong. Chủ yếu Dinh Cha bây giờ là lệnh sứ săn bắn rồi. 10 thằng Blade cũng không có tuổi. Còn việc thằng Blade nó chỉ bất tử thôi chứ không bất bại. Có thể phong ấn hay nhốt nó lại cũng chẳng mạnh đến thế. Nhưng đâu có dễ đâu ông. Ông nghĩ nhốt một đứa sống cả đời được chiến đấu như Blade không biết điểm yếu bản thân hả? Ông muốn nhốt là nhốt như vậy thì ông đã bị xích luôn ở lô phu rồi. Nhốt dễ chứ, chiến đấu cả đời nhưng Blade nó là tộc đoàn sinh mà. Kỹ năng chiến đấu thua cả tụi top đầu vẫn thượng ngũ kêu hàng trăm năm ấy chứ. Dinh Lưu chém tí là nằm mà mấy đứa trình cỡ ngụy lệnh sứ đổ lên thiếu gì cách cho Blade đo đất rồi phong ấn cũng không chế đâu. Blade bú được thì pao từ Suhu nên nhiều người nghĩ cái bất tử nó bá. Chứ Dinh Lưu chém tí là nằm thì trình thì bọn trình cỡ ngụy lệnh sứ đổ lên thiếu gì cách cho thằng Blade đo đất rồi phong ấn khắc chế đâu. Đập nó ngất xong rồi tước vũ khí đổ bê tông cũng là một cách. Ông đọc cái nón hủy diệt trong Battle Pass ấy ghi rõ là Blade còn không giết được nổi hàng là hiểu thực lực đến đâu rồi. Anh ta không phải lần đầu gặp người đàn ông này. Không biết từ bao giờ người đàn ông giống như một cái bóng đi theo anh ta. Cho dù dùng giáo dài đâm xuyên bao nhiêu lần cũng sẽ xuất hiện lại. Anh ta không thua nhưng cũng không thắng được. Anh ta muốn chạy trốn nhưng cũng không có nơi để chạy. Đọc hiểu kém nhỉ. Cho dù dùng giáo dài đâm xuyên bao nhiêu lần cũng sẽ xuất hiện lại là ông này ông dùng giáo ông này đâm vào Blade mà chưa Blade đâm ông này bao giờ. Hai đứa này vốn dĩ mới gặp nhau đúng một lần ở San Zolo Fu thôi còn lại là bị ám ảnh thôi mà. Lại còn bảo Blade không giết được. Blade không giết được nổi đan hằng. Blade không giết được nổi đan hằng. Chưa bro mắc. Blade lo khỏe á. Chắc không đai được nên cũng tính là khỏe á ní. Bất tử thì cũng chỉ tầm mít thôi chứ top thì ảo quá. Dinh Lưu bón hành cho Blade còn ở top dưới. Tao Blade con còn phải thừa nhận là Blade chỉ mít là cùng. Bất tử như sát thương không to, chưa đến mức diệt hành tinh thì còn thua mấy bọn lệnh sứ tri thức. Tưởng đám Steron Hunter đủ năng lượng để cho nổ tung một hành tinh mà. Không phải ai cũng VIP bro tới mức đấy đâu. Lũ trọng tài chưa thấy ngứa mắt nên vẫn chưa đủ OP. Mỗi đóm thôi bác chứ cắt ca với sói tuổi gì. Cũng mạnh. Mẹ mày hộ thợ săn Steron mà đéo vác về thì chắc bây giờ vẫn còn đang trôi nổi ngoài giải ngân hà. Mạnh á. Không thể chết đâu có nghĩa là mạnh đâu nhỉ. Sức mạnh ổn và cộng không thể chết. Nếu không có kỹ thuật phong ấn hoặc khống chế như Capca thì gần như không thể ăn được Blade. Đầu tiên là sức mạnh bị phong ấn. Thứ hai là bạn có hiểu được sức mạnh là cụm từ không thể chết bất chấp mọi trường hợp không? Không thể chết chứ không phải là không thể bắt chói. Khái niệm không thể chết và không thể bị đánh bại nó khác nhau hoàn toàn. Ví dụ tôi gặp một thằng không thể chết, tôi đấm cho nó như tử tơi bời nằm một đống, xong tôi nhốt nó lại đợi nó tỉnh đấm nó tiếp thì là mạnh hay yếu hả ông? Nhắm đấm nổi Blade không đã, một con boss đã mạnh. Con boss còn... Yay. Tôi không thích Dinh Lưu đâu nhưng Dinh Lưu nó cho vài đường Blade đã nằm rồi. Giờ nó mạnh tay hơn tí cho thằng kia nằm lại một đống rồi nhốt vào thì thằng kia vẫn thua chứ có sức dậy nữa đâu hả bạn? Dành cho những bạn nào không biết về lore của Blade, cái sức mạnh hồi phục và không thể chết của Blade nó đến từ Suhu. Nó đến từ một cái con hình như là lệnh sứ của chủ phú thì phải. Nói chung là quân đoàn chủ phú. Và cái con đấy nó bón hành cho không biết bao nhiêu người ở San Zolo Fu mãi mới tiêu diệt được nó nhá. Nếu mà nói đơn giản như thế
thì người sau Zalo Phu đã không bỏ ra không biết bao nhiêu năm cuộc đời để người ta tìm cách chống lại chủ phú. Nếu mà nói đơn giản như thế này, tôi bảo không cần đánh nhau long trời lở đất sứt đầu mẻ chán làm gì đâu. Ra ngoài chợ mua dùm tôi cái bình thuốc diệt cỏ ấy, về xịt hồi là hết chủ phú à. Còn Firefly diệt cả hành tinh thì sao? Bỏ cái giáp ra xem Firefly còn bao nhiêu sức mạnh cánh cụt. Blade bất tử mà không có gì hot ở mảng tấn công thì mít như gameplay đấu kiếm với Digimon chất mà còn đánh không lại. Mỗi cái trò phóng kiếm vào mõm thằng đan gay là hot, nhưng đéo kết liễu được thì Blade mất kiếm đồng nghĩa với việc vô hại. Thành viên kỳ cựu của hội Vân Thượng Ngũ Cốc, người đang sở hữu sức mạnh của Suhu có khả năng hồi phục và bất tử. Người đang ở trong hội thợ săn Steraron, sức mạnh lớn đến mức độ cắt ca còn phải nhau nhúng nhâm nhí và phong ấn lại sức mạnh. Anh Blade, anh trả lời cho em. Anh để cho mẹ cắt ca mẹ nhau nhúng nhâm nhí anh làm gì để bây giờ thiên hạ nó đồn anh yếu nhớt rồi. Anh là người ở trong Vân Thượng Ngũ Cốc làm gì để bây giờ thiên hạ nó đồn anh yếu nhớt rồi. Từ thần rèn lên làm kiếm thủ đấy, đệ tử Nhinh Liêu đấy, học kiếm bao nhiêu năm trời đấy, anh sống cũng cả ngàn năm cũng chả ít. Giờ em hỏi anh là anh để bị nhau nhúng nhâm nhí và kiểm soát sức mạnh để làm gì, xong bây giờ thiên hạ nó đồn thổi anh là mẹ anh chỉ mít thôi. Fax cho các lệnh sứ thần bí, top nhân vật mạnh nhất trong HDR tính đến thời điểm hiện tại, lore game top 1 vợ tao Acheron May, top 2 Hơ ta lệnh sứ tri thức, top 3 Diamond lệnh sứ bảo hộ, top 4 Jin Yuan lệnh sứ săn bắn, top 5 Argenti đẹp thuần khiết, Black Swan chưa có confirm là lệnh sứ mà chỉ là tín sứ nên hiện tại sẽ dưới kèo nào. Top 5 Argenti thì nên xem kéo ngày M7 so với boss Aven thì như nào. Tôi thấy có vẻ boss Aven hơn, Diamond cũng nên xem lại. Là sao? Chúng ta đang nói về lo mà. Aven hiện tại mất đá rồi, còn sức mạnh nữa đâu bro. Đá nó mới được cấp lại kìa ông. Có đá mới rồi, xem trailer 10 đá của IPC đi. Playable thôi, không thêm Diamond vào được tính cả. NPC thì Sunday bào thai triết học, đá vài đứa ra chuồng gà. Sunday bào thai thì top 1 luôn, nó lên cấp ngụy thần rồi. Lại tín sứ, bà khạc mình là tín sứ đoạn mẹ nào. Người của sảnh đường hồi ức đều là tín sứ. Còn chưa có confirm lệnh sứ ký ức là tập hợp các tín sứ hay mỗi tín sứ đều là một lệnh sứ thì sao mà so được. Đoạn mẹ nào tín sứ trở thành một riêng vậy. Từ trước đến nay có mỗi con người lưu giữ ký ức trên tàu mình nhận là tín sứ của sảnh, thậm chí nó chỉ gọi tạm theo nhiệm vụ chứ không phải là tên. Thế Black Swan là lệnh sứ hả? Là người lưu giữ ký ức, còn lệnh sứ hay không thì còn đang tranh cãi. Vì chú Yang chú ấy nói nó là như nào, vẫn là tín sứ của Fu Li thôi. Tín sứ của sảnh thua người lưu trữ ký ức về độ rộng nghĩa. Nói như thế chả khác nào bảo một người chắc chắn làm công việc A chỉ vì họ cùng là con người cả. Chả hiểu mẹ gì. Mấy ông qua chú là không khí à? Theo Full Lord thì ông ý là hớt thờ đấy. Thì đám hớt thờ chứ con mắm ra vào đây đòi đấm đứa tốt tiên à? Chưa kể độ tương thích của chú với kho phế vật vừa cơ lơ. Gặp đóm có mà nó đấm cho nhấc người lên chứ ở đấy mà so với Jincha hay là Acheron. Sunday một liếc là nằm. Thôi cho chú đi nghỉ đi bạn. Cánh cụt. Sunday liếc một cái ngủ không dậy được mà cứ chú với chú. Cái danh hớt thờ đối với bạn nó to như nào vậy? Acheron, Jin Yuan hai người lệnh sứ, Black Swan là tín sứ, không biết có phải lệnh sứ ký ức không. Còn Jin Liu với Blade Wick Arc được cái danh ở săn dâu chỉ yếu hơn Aventurin dạng đá tảng. Aventurin không có chữ D. Này, cho em hỏi khi không phải tên anh, từ Aventurin thành Adventurin từ bao giờ đấy? Acheron, Jin Yuan một người lệnh sứ, một người có sức mạnh lệnh sứ, Black Swan là tín sứ, không biết phải lệnh sứ ký ức không. Đấy. Một người là lệnh sứ và một người có sức mạnh lệnh sứ. Tức là các bạn không cần trở thành lệnh sứ, các bạn vẫn có thể có sức mạnh của lệnh sứ. Thế thì các bạn làm lệnh sứ làm cái nào gì? Các bạn đi làm lệnh sứ làm cái gì? Trời ơi, các bạn có thể làm nhân viên văn phòng bình thường, nhưng mà các bạn có thể ăn ngang với cả lương của mẹ của quản lý hoặc là phó tổng giám đốc mà. Ừ mắc gì các bạn đi làm lệnh sứ chi cho cực khổ ra. Là sao nữa? Ôi mẹ cho mình xin cái mõ. Mấy khứa kia không nói chứ bờ la đu đu ngoài bất tử ra thì được cái quần gì đâu. Solo với con heo đất còn không ăn được. Jin Liu bị ngày vả trong quá khứ thôi, chứ hiện tại chưa đánh giá được. Thua cả Blade kiểu éo gì, trong khi một trận solo dập la đu đu tan tành. À, Jin Liu chỉ bị ngày vả trong quá khứ thôi, còn hiện tại là chưa đánh giá được. Đúng rồi, đánh giá thế đéo nào được. Nhốt mẹ vào tù rồi còn đâu mà đánh giá. Quá khứ thì bị vả, còn bây giờ thì bị giam mẹ vào ngục. Rồi cứ lấy cái gì mà đánh giá. Ngày mai 7 giờ sáng về đi. Giờ này vẫn còn đang ngồi suýt xoa. Tại sao không có đan hàng bro mắc nhỉ? Mày là cờ cờ gì đó so với Jin Liu của tao? Nhìn lưu của mày là cái đéo gì đòi so? Là bố của chúng mày. Objection. Toàn bộ đều xàm lờ. Khi gặp ngài Húc đều phải cúi đầu, ngài Húc là vô đối. Ok, cái này thì đồng ý. Ông thần bí ông làm sao mà dạo này ông ban phát lệnh sứ nhiều thế?
một mét vuông phải lên 8 lệnh sứ, 8 lệnh sứ thần bí, đến 10 nhà sử học hư cấu. Ủa quên hết chú rồi hả mọi người, chưa kể có khi luôn cha còn là ô tô bên HI3. Chúng ta cùng vỗ tay trong một buổi đêm thật là tuyệt vời. Xuất sắc, quá xuất sắc. Quá nhiều thông tin mới. Chơi game cả năm trời, bây giờ đọc topic này mới gọi là biết thêm được nhiều thông tin. Một đêm bùng nổ, thật nhiều cốt truyện. Bằng chứng nhé các bạn nhé, không phải tôi bịa ra nhé. Chào mừng các bạn đến với Honkai Star Rail. Show me your fantasy.